Ok, hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại LTL Game. Thì cuộc hành trình truy tìm Pokemon Legendary trong Moon Patrol mình nghĩ là kết thúc rồi các bạn ơi. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tới làm cái event về Rainbow Rocket các bạn ơi. Đó, thì gặp ông này nha, nó sẽ đưa mình tới cái chỗ mà tìm Rainbow Rocket các bạn. Đó, đây chính là cái chỗ mà lúc mà cổng vào trong Victory Round các bạn ơi. Thì có một Solrock ở dẫn đường á, nhưng bị chặn lại bởi Team Shadow á, thì đây mới là cổng vào chính nha bạn. Đó, thì các bạn bỏ cái tàu đầu đài này giúp mình. Đây chính là tàu đầu đài mà bị vỡ mà hồi trước á, trong phần 1 mà thằng N với thằng đã đánh mà nó xảy ra sự kiện mà bắt hai con Legendary là Reshiram á và Zekrom các bạn ơi. Đó, ở đây là pha 3 các bạn. Lúc này là những cái tất cả là đã tìm được tham, nó tham gia vào nó thành lập một cái tổ chức gọi tên là Rainbow Rocket bạn, tức là team Rocket cầu vồng á. Thì tức nó tập hợp tất cả 7 tổ chức tội phạm bạn ơi. Đây, trong pha 3 này được cấp cho cái chức là Rainbow Rocket Admin các bạn. What the heck? Chưa gì mà đánh con Basican sắp chết luôn mày. Này pha 3 này đó, cái main chính của nó vẫn là trên tâm linh thôi bạn ơi. Cứ lấy Smash Shadow ra thì chiêu hay ma hoặc chiêu hay đắt, không tỏ đánh nó là coi như là nó tắt bài các bạn. Giờ nó là MP của team Rainbow Rocket rồi bạn ơi, chứ nó không phải là cái thằng pha 3 mà của team nhà nghiên cứu của team Pháp, team Scoot các bạn. Đi Hero cũng là Ultra Beast luôn các bạn ơi con này. Thằng pha 3 này nó bắt được nhiều Ultra Beast lắm rồi các bạn ơi, nãy giờ là 2 con rồi đó. Ultra Beast là những con quái thú đến từ một cái không gian khác các bạn, nó đến rất là nhiều luôn chứ không chỉ có một con đâu. Nên những con mình đã bắt rồi á thì nó cũng sẽ bắt được thêm nha bạn. Thì trong Pokemon phần sinh này, Ultra sinh thì các bạn cũng thấy đó, nó yêu cầu mình làm chủ bắt tới 2 tới 3 con chứ không phải chỉ bắt một con các bạn. Nên những con này có trùng lập thì cứ rất bình thường nha bạn. Đó, đánh thắng được pha 3 các bạn ơi. Đây, nó biến mất rồi này. Đấy, kiểu như đánh xong nó sẽ biến mất các bạn. Để mình hồi máu cho con Play Pascal mình đã. Con mắt sơ đồ mình là 99 rồi bạn ơi. Còn một level nữa là nó max level 100 rồi. Thôi mình cậy lên level 100 luôn. Trong này mình nghĩ là sẽ không có gặp một cái mon đâu bạn ơi. Đấy, ở đây thì bị chặn rồi nha bạn, không thể nào đi qua đây được nha. Căn phòng này bị chặn rồi. Căn phòng này cũng vậy.
cái team gốc kết cơ bản là Jasmine với thằng gì nữa bạn ơi, Jasmine Kojiro nè. Đây là trận đấu đôi các bạn. Thằng này nó canh cổng mà, nó canh cổng nó không cho mình đi. Mình lại ghét quả trưởng các bạn. Dễ xài full restore bạn. Cứ mỗi một lần đánh xong cái chiêu đó thì con đắc mắt thay đổi mình lại được tăng thêm attack các bạn. What the hell? Những con mà nó sử dụng trong tất cả các phần xuất hiện trong tất cả tập phim đó các bạn. Mắt sơ đồ của mình cũng cần full cấp rồi các bạn, kém full cấp rồi kìa. Đấy, thắng rồi, được 19.200 tiền. Để biến mất rồi các bạn. Mình thấy ai đó các bạn ơi. Chùm của team gì đó các bạn. Đó, cái là tiếp leader các bạn. Oh my god. Ha, Legendary mà cũng có hai con các bạn.
Wonder. Không chết các bạn. Cũng may là mình chọn đúng các bạn. Đánh nhắm vào cái con Gigatina nó trước. Một trận đấu mình nghĩ là khó nha các bạn ơi. Toàn những con rất là mạnh nha. Mình có được chiêu này sát các bạn, hay đắt. Cho mình bỏ chiêu Water Shuriken đi các bạn. Thì chiêu trong này yếu quá. Oh my god. À, chưa dễ giết chết con này của mình bạn. Max Shadow mình lên 100 rồi. Max level các bạn. Ghét à, phải là xài cái đánh bộ ba đó bạn, dễ mà bị lỗi lắm. Đó, đi mình hồi máu lại chứ nha các bạn. Đâu rồi cái River rồi. Ồ
Nhưng được cái này xài như full các bạn. Giờ không xài được. Để tiếp tục nha bạn ơi. Đây. Team Flare. Đã, mình ghét với cái này luôn này. Những trận đấu mà đấu đôi, những trận đấu mà cay cực luôn bạn. Đoạn là Legendary các bạn ơi. Con Zigadi luôn bạn. XYZ nè. Mà mình chưa tìm được CKD như thế nào bạn. CKD mình chưa biết mất đâu luôn á. Con này là hệ ma. Hệ bóng tối đánh này thì có tác dụng hơn các bạn. Oh man. Khó nhằn rồi các bạn ơi. Ghét phải đánh những cái trận nào mà xoay tua với giờ bộ ba á mày. Cực kỳ nhiều lỗi luôn. Phải, không chết là không chết các bạn. Mình phục ghê luôn á, có những con mon đánh mà không biết chết bạn. Thua mình tận 20 level nhưng mà đánh là không biết chết luôn. Rất là mạnh nha bạn, team này là những cái team mà cực kỳ mạnh luôn. Thank you.
nó mình tới trễ các bạn ơi, mình hồi máu nữa. Đây mình không biết cái mấy đám để chặn mình lại làm gì đây. Cút. Ồ cho đi các bạn, what the hell. Rồi đi, nó không cho mình đi, mình đi đâu? Ồ nó chặn đường hết rồi, nó cho mình đi đâu? À đi bên này được các bạn, đi bên này được. Ờ thì cũng nó có đường đâu đi, một kỳ vậy ta. À đi bên này các bạn, cái gì đây? Không có đường, cũng đâu có đường đi đi đâu. What the, không có đường gì kỳ vậy. Thì chỉ có con đường này thôi các bạn, nó chặn đường hết rồi, nói chung đi đâu. Hay là phải nói chuyện hết với cái đám này. Gì vậy trời. Kỳ lạ ấy trời. Chắc là hết đường này đây. Một cái frame on. Một kỳ chị. Ôi hết đường để đi rồi. Kỳ vậy ta. Ủa, đâu có gì trong này nhặt đâu. Cái ông này dùng để hồi phục máu và có món bệnh vàng. Nhưng cái điều quan trọng là mình không thể thấy đường để đi lên trên kia các bạn. Nó chặn lại hết đường rồi, giờ đi đường nào trời. Không hiểu luôn, nó chặn lại hết đường mình luôn rồi. Ở đây cũng đâu có đường để đi. À mở cửa nè bạn. Vậy là nếu mình xuống dưới là mình nói chuyện với cái gì đó, là bức tranh nào đó mở cửa bạn ơi. Rồi, đây là cái team mà leader của thằng team Plasma đó bạn ơi. Rồi, mình xin kết thúc clip ở đây nha. Thì clip tiếp theo mình sẽ tiếp tục đánh bại cái team Dragon Gốc Cát này nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn thấy hay, các bạn nhớ cho mình một like, một lượt subscribe. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.